buồn tinh khiết trong cuộc đời của bạn không nhiều, ví dụ như là buồn mà không lẫn cảm giác khác. Nói lại nè, ví dụ như là mẹ mình già và mất, bạn mình chuyển đi nơi khác, mình sẽ buồn, man mác. Người làm chung công ty á, họ lấy chồng và họ đi chỗ khác họ làm, hoặc là mình thi rớt và mình biết ồ cái đó mình chấp nhận điều đó là tại vì cái khả năng mình tới đó thôi, mình không có giỏi mà mình thi Bách Khoa mình rớt thì đương nhiên nó sẽ rớt. Nói thi nha, ngày xưa Biên có thể thi trừ 7 trường đại học, không biết bây giờ học sinh có thể thi được bao nhiêu, mà ngày xưa tới lớp 12 rồi bắt đầu thi vô đại học lấy 7 bộ hồ sơ về để đi thi. Rồi cái ông anh mình đó đi lên lên mình lên trên đó thuê nhà, và ông anh mình đó là ăn rồi chỉ chở mình đi thi thôi, sáng chở đi chiều chở về, và ông anh mình đó là có nhiệm vụ là tài xế, lo chỗ ăn cho mình, quan sát mình để cho mình học. Mà lúc đó đi học á, hình như là buổi chiều lên Sài Gòn học á, cũng cố gắng là vô cái lớp luyện thi ngắn hạn 7 ngày của môn toán của thầy Lê Bá Khánh Trình, tiến sĩ toán. Mình nhớ học ở Đại học Tổng hợp. Ok, rồi quay lại đi. Thì bên buồn đó rất là ít. Thì trong những cái thời gian mà bạn buồn đó, mẹ mất nhưng mà mẹ mất do mẹ già thì khác, nhưng mà mẹ mất khi mẹ trẻ là hoàn toàn khác. Mẹ mất khi mẹ trẻ thì mình hối hận là có những cái việc mình chưa làm cho mẹ, hoặc là mẹ chưa có được thưởng thức cái những cái đời sống, những cái sung sướng trong cuộc đời, mình thấy hối hận là mình chưa làm gì cho mẹ, mình chưa có thành công. Hoặc là mình mẹ mất mà mình có cảm giác ồ nếu như mà mình ở gần mẹ, mình chăm sóc mẹ thì mẹ không có mất đâu. Thì đó là nó lẫn những cái cảm xúc khác rồi. Còn nếu như mà buồn mà chỉ là mẹ già và mẹ ra đi thanh thản thì đó là chỉ buồn thôi chứ nó không có lẫn gì hết. Thì bạn biết khi mà bạn tìm hiểu về cảm xúc sâu á, bạn sẽ hiểu một cái từ á, bạn sẽ làm bạn được tất cả các cảm xúc mà không có sao hết. Ta hiểu mày rõ quá cho nên bạn không sao. Thì lúc mà bạn buồn, gọi là cái buồn mà Biên tạm gọi là cái buồn tinh khiết đó, bạn thường á, cái trong cuộc đời á, cái con người nào á mà dễ chấp nhận á, mình dễ chấp nhận á thì là mình sẽ mình dễ chấp nhận người khác, mình dễ chấp nhận sự việc á thì mình thường quay lại cái buồn tinh khiết. Còn nếu mà bạn không chấp nhận á thì cái buồn của bạn có chữ giận. Và thường á các bạn sẽ giận và sẽ buồn, hai cái chữ đó đi chung với nhau. Và các bạn nữ sẽ buồn cả giận. Chứ không có mà giận thôi mà không buồn, hoặc là buồn thôi mà không giận. Thì bạn nói là ồ em không có giận đâu, em chỉ hơi buồn thôi. Thật ra là bạn có giận ở trong đó. Cho nên bây giờ Biên muốn phân tích rõ ra cái nào là buồn mà là cái nào buồn cộng giận. Buồn không nó rất là quý. Cho nên á, cái lợi ích của nỗi buồn không á, nó cực kỳ quý. Khi mà mẹ mình mất, mình ngồi lại mình suy tư. Khi bạn mình ra đi, mình ngồi lại mình suy tư. Những cái lúc đó mình trầm xuống, mình sống chậm lại. Lúc đó có lẽ là mình không có đi tiệc. Mình sẽ không một tháng đó mình không có đi tiệc tùng. Mình sẽ ngồi ở nhà và mình quay lại về bên trong. Thì quay về bên trong đó, những cái lúc buồn đó, bạn sẽ hiểu rằng là trong cuộc đời khi mẹ ra đi thì bạn lại thấy rằng ồ những người thân quá quan trọng, có thể là người cha còn lại là một cái người cực kỳ quan trọng của mình không thể nào mà không chăm sóc cha được. Đó là lúc buồn bạn sẽ nhận ra cái gì nó quan trọng trong cuộc đời của mình, cái gì nó thật sự quan trọng. Hoặc là khi anh ta buồn, bạn buồn khi bạn trai đi ra nước ngoài du học một năm, thì lúc đó bạn buồn thuần khiết, bạn không có ghen tuông á, bạn buồn thuần khiết thì bạn nói ù anh này có ý nghĩa trong cuộc đời mình rất là nhiều, cho nên lúc ra đi á thì mình thấy là mình không thể là thiếu người này. Đó là những cái nhận ra trong nỗi buồn. Nỗi buồn mình nhận ra khi nỗi buồn á mình điều chỉnh lại cái đời sống của mình làm sao đó để cho đời sống mình nó có ý nghĩa hơn, nó sâu sắc hơn, nó nghiêng về cái phía mối quan hệ nào quan trọng hơn. Và mình sẽ đột nhiên mình có những cái bước bứt phá sau khi bạn buồn. Cho nên bạn thấy á, có những người sau khi mẹ mất họ hoàn toàn thay đổi thành người khác. Hoặc là một cái chuyện gì buồn xảy ra trong cuộc đời và bạn cứ nhìn lại đi. Có nhiều cái xảy ra trong cuộc đời bạn sẽ cảm thấy rằng là bạn nhìn nhận ra nhiều thứ. Bạn thấy cái sai của mình ở đâu, bạn thấy cái lỗi mình ở đâu và bạn quyết định sẽ thay đổi. Quyết định sẽ đây thay đổi. Thì đó là
Buồn là không có, buồn mà buồn tinh khiết á, không có gì phải sợ hết, không phải sợ. Và đó là rất ít, biết nói rất ít. Rồi đó là điểm số 1 ha, mà mình lấy về buồn, đừng có sợ nỗi buồn. Tuy nhiên mà buồn, bạn buồn mà giận á, thì phản bài phải sợ cái cơn giận, phải sợ cơn giận. Thì bạn thấy á, trong cuộc đời của mình á, mỗi chưa hết ha, chưa hết nghiêng hả, ngộ ha. It's okay. Thôi con sao coi vậy đi, bây giờ chị cũng không biết chỉnh sao. Chị cũng không chỉnh, biết chỉnh làm sao cho nó bớt nghiêng nữa. Trong cuộc đời của mình á, cảm xúc của mình trong ngày á, lúc mình thức ra, mình thức dậy á, là cảm xúc nó tới, nó đi, nó đến, nó đi, nó đến, nó đi. Có nghĩa là mình sẽ có lúc mình bình an, có lúc mình thấy vui, rồi có lúc mình thấy buồn man mác, rồi có lúc mình giận, rồi nó lại quay lại bình thường, rồi nó lại bình an, rồi nó vui, rồi giận, rồi buồn. Có nghĩa là cảm xúc nó xảy ra liên tục trong ngày. Nó không có lúc nào mà bạn không có cảm xúc hết á. Không có lúc nào mà bạn không có cảm xúc hết. Cho nên á, cảm xúc là một cái phần của đời sống của mình. Mình phải hiểu rõ về cảm xúc mới được. Còn mình không có hiểu cả cảm xúc, mình sẽ rối và mình sẽ băn khoăn và mình sẽ sống mà không có tự tin lắm. Cho nên các bạn hãy tìm hiểu về cái đề tài này một chút. Trong tất cả rồi mình có yes. Okay, Nathan stay there, okay? Mình có viên nói. See, hi, Nathan say hi everyone. Hi. So say I love you, mommy. Ok, Viên đang tập nói nó là con thương mẹ lắm. Nó đang tập á. Cho nên nó cảm xúc nó xảy ra liên tục trong ngày. Hi Nathan, can you go order the room? It's so loud. Mommy can't talk. Thank you. I love you. It's alright. Let me fix it for you. Hôm nay nó bị bệnh không dám nó đưa nó đi học tại sợ lây cho người khác. Rồi Nathan, go order room, please. Go order room. And put the charger in because it may run out of battery. Right? Let's go. No, don't try that. Alright. Rồi, mình sẽ bị quấy rối buổi sáng này các bạn ạ. À. Rồi cho nên á, trong những cảm xúc đó bạn thấy buồn, chị Biên mới phân tích á, nó không có gì đáng lo hết á, hoặc là những cái cảm giác mà mình những cảm giác khác không có gì đáng sợ hết. Nó có một hai cái cảm xúc mình cực kỳ quan tâm thôi, còn bình thường cảm xúc như là mình sợ sệt, mình lo lắng là ồ chết rồi, ngày mai tuần sau thi đại học rồi mà chưa học bài. Thì cái cảm giác lo lắng đó nó tốt, nó làm cho bạn á, là chuẩn bị bài tốt hơn để thi đậu, hoặc là bạn đi làm trong công ty và ngày mốt là nộp báo cáo rồi mà bây giờ chưa có số liệu gì hết, thì bạn sẽ thức đêm thức hôm để bạn làm cái báo cáo đó. Thì cái cảm giác lo lắng, cái cảm xúc lo lắng đó là tốt, đa phần cái cảm xúc của bạn tốt. Và nếu mà bạn là một cô gái bình thường giống như Biên, không có bị bệnh gì về tâm lý và không có bị cực đoan gì cả, không bị khập khiễng gì quá nặng, thì cảm xúc là bình thường, chẳng có gì phải quan tâm, bỏ nó qua luôn. Có quan tâm lắm á, thì có cảm xúc là mình ganh tị với người khác, hoặc là cảm xúc là mình giận mà mình không kiểm soát được, và cảm xúc là mình đó thôi, nói như vậy thôi. Còn sợ là rất tốt, ví dụ nhà bạn đi qua nhà mà có con chó và bạn sợ bạn không dám vào là tốt, để cho nó khỏi cắn mình. Còn lo cũng tốt. Và buồn như hồi nãy giờ Biên phân tích á, buồn mà buồn tinh khiết nó vẫn tốt. Chỉ có hai ba cảm xúc á, mà một cô gái bình thường quan tâm là bạn nên quan tâm, đó là cái cảm xúc đầu tiên là giận. Cho nên cái lúc mà chị soạn slide á, giận nó tới 30 slide lận, có nghĩa là nói về cơn giận thôi á. Cho nên bạn thấy là tại sao mà bạn đọc rất nhiều sách về cảm xúc mà tại sao cứ người nào rồi cũng quay lại cơn giận mà thôi. Nhưng mà các bạn có, mọi người có hiểu được cơn giận chưa? Chưa. Sau khi Biên chia sẻ với trong nhóm lớp coaching á, thì thật ra Biên cũng hiểu cơn giận nó rõ hơn rất là nhiều. Nó rõ như 1 cộng 1 và 2 vậy. Thì đó là cái ý thứ hai, là cảm xúc của mình á, trong cuộc đời á, và bạn là một người bình thường á, thì bạn đừng có phải lo lắng về vấn đề cảm xúc làm gì.
Chị lo lắng bạn phải phân tích cho được là trong đó nó có giận, và giận thì như thế nào, và mình nên làm gì, mình ngồi yên như thế nào, để mình làm sao mà mình có thể thuyết phục mình ngồi yên để cho hai người kia cãi lộn nhau, mà mình làm gì để mà nó đúng trong cái trường hợp đó. Hoặc là một người đang cãi lộn với mình, đang gây hấn với mình làm sao là tốt nhất trong điều kiện đó, nhưng mà phải thuyết phục được mình, chứ không phải là người ta kêu em ngồi yên là em ngồi yên. Không phải là kia, mà em cũng không có nên nói khi hai người gây lộn nhau á, mình cũng không nói thôi anh im đi, em im đi, thôi mỗi người nhìn một câu, đố mà ai mà nhìn được. Tại bạn không hiểu được cơn giận cho nên bạn kêu nói những cái lời như vậy. Nhưng mà khi bạn học rồi bạn sẽ hiểu hơn. Bạn sẽ không nói thôi im đi, thôi tại sao phải nói, ngày mai rồi nói, làm sao đợi được ngày mai. Rồi bạn nói tôi đi qua đây mà không có nể, tôi đi về. Có nghĩa là tôi sẽ giận luôn, tôi sẽ từ luôn nếu mà hai người tiếp tục gây. Thì đó là những câu hỏi gọi là không có valid. Đối với chị nó không có valid. Có nghĩa là không có đúng ở trong cái thời điểm đó, trong cái hoàn cảnh đó. Thì đó là ý thứ hai về cảm xúc. Bạn không có vấn đề về cảm xúc đâu. Bạn cứ đi hiểu, tìm hiểu nó sâu hơn. Thì bạn sẽ thấy cảm xúc là bạn của mình. Như chị hồi nãy giờ phân tích như vậy đó. Rồi cái ý thứ ba mà về cảm xúc, đang nói về cái phần là làm sao khi hai người gây lộn nhau á, thì mình có xu hướng á, là người mà chưa có được tu luyện á, chưa được học hỏi á, chưa có biết về cơn giận á, thì người đó sẽ nói vào, có nghĩa là châm dầu vào lửa. Ví dụ như cha mẹ gây nhau á, thì mình nói tại sao cha có thể nói những cái lời như vậy, tại sao cha có thể vu khống như vậy, tại sao cha có thể chọn những cái từ mà kinh khủng nhất như vậy để nói về mẹ, rồi mẹ tại sao mẹ lại vu khống cha, cha đâu có giờ làm cái chuyện đó, tại sao mẹ lại đặt điều. Thì hôm trước Pin đã nói rồi, là sao trong khi người ta giận nhau cãi nhau đó, thì là thứ nhất á, là người ta sẽ trừng phạt nhau. Nếu mà cái người hai cái người trong cuộc á, người ta sẽ không bao giờ tìm cái từ nhẹ nhàng để nói. Trong từ điển của người ta, cái từ gì nặng nhất người ta sẽ lôi ra, sẽ lựa cái bom nào mà to nhất, hoặc là cái mìn nào á, mà giết người nhiều nhất, người ta sẽ lôi ra người ta chơi. Chứ người ta không có chọn những cái từ nhẹ nhàng. U em là cái người mà không có suy nghĩ kỹ, người ta không xài những cái câu như vậy. Hoặc là em quá là bất cẩn. Ai mà xài những cái câu gì đó khi giận mà chửi nhau, người ta sẽ xài tôi nha, tôi rất là hối hận khi lấy anh, hoặc là mẹ rất hối hận khi sanh ra con, hoặc là những cái từ đó. Thì mình thấy là trong mình quan sát một cơn giận á, thì khi mà nói về giận, khi nói về năng lượng giận, bạn thấy cái năng lượng đó, cái năng lượng khi bạn giận nó cần phải xả, nó cần phải đi xuống. Có nghĩa là bạn giận và bừng bừng mặt và nó nóng, và cái năng lượng trong người rất là nhiều. Tại vì khi mà cái năng lượng cơn giận đó, nó khủng khiếp, nó phải chuyển từ cái dạng này qua dạng khác, hoặc là nó phải biến mất đi, giống như định luật về năng lượng vậy đó. Nó không tự mất đi mà nó phải chuyển từ cái dạng này qua dạng khác, thì năng lượng cơn giận cũng vậy. Hoặc là nếu mà bạn biết kiềm chế, bạn đồ không não đó. Thì khi mà bạn bạn là cái người mà tu tập á, thì bạn hiểu là bạn biết kiềm chế, bạn sẽ chuyển, ví dụ như bạn đi dội tóc, dội tai, dội đầu, hoặc là bạn đi đâu đó chỉ năng lượng nó nguội xuống, nó tự nguội xuống. Hoặc là nếu mà mình quan sát hai người giận nhau đó, chửi nhau đó, mình phải để cho người ta được nói, để cho người ta được nói, mà đừng đừng có bơm dầu vào lửa giống như hồi nãy. Đừng có bơm bọc vào lửa như hồi nãy. Có nghĩa là thứ nhất, trong khi mà mình quan sát hai người cha mẹ mình gây nhau đi, hoặc là anh chị mình, hoặc là anh mình với mẹ mình, hoặc là ba mình với chị gái mình, thì ít nhất là mình không chêm dầu vào lửa, mà mình biết tại sao rồi đó. Là tại vì hồi nãy giờ biết nói á, trừng phạt. Rồi cái ý thứ hai á, là mình làm gì trong lúc người ta giận nhau đó. Mình làm gì trong lúc người ta đang giận nhau, mọi người nghĩ coi, mình có nói là ồ thôi ba im đi không, thôi chị im đi, thôi đi đi ra chỗ khác, hoặc là đi đi đừng có đứng đây nữa, hoặc là mày im đi, mày không có được hỗn với ba, hoặc là mình nói
ba không có nói nữa, không có nói nữa, nói ra làm gì, nói ra nó có hiểu gì đâu. Thì mình thường mình sẽ nói như vậy, nhưng mà nó không va lịch ở trong khi hai người giận nhau, là tại vì bạn khi bạn hiểu là cái năng lượng đó nó phải chuyển đi. Trong người người ta rất là hừng hực, và trong đầu người ta lúc mà người ta giận á, là người ta do bị người khác kết tội mình, vu khống mình. Trong các cơn giận đều có kết tội và vu khống đặc điều. Như Biên nói hôm trước á, là khi người ta giận, bạn sẽ chuyển qua trạng thái rất là con quỷ dữ hoặc là dark side, bạn sẵn sàng nói dối, bạn sẵn sàng vu khống, bạn sẵn sàng đặt điều, bạn sẵn sàng nói trái đi sự thật. Hai người người nào cũng vậy, chị cũng vậy. Có nghĩa là chị, nếu mà chị giận mà không kiểm soát được, chị sẵn sàng nói xấu người khác, sẵn sàng đặt điều. Thì khi bạn biết là trong cơn giận là như vậy, thì người ta bị vu khống, người kia sẽ bị vu khống, sẽ thấy oan ức, sẽ thấy bực mình. Thì người ta sẽ, trong đầu người ta sẽ chạy ra khoảng 3 ý, 4 ý để bảo vệ mình. Để bảo vệ mình, để cho mình là một người tốt. Để cho mình là trong cái chuyện này mình đúng, người kia sai. Để bảo vệ rằng là cái mặt mũi mình nó còn. Để bảo vệ rằng là mình sống chân thiện mỹ. Để bảo vệ rằng mình là người đạo đức. Mỗi con người trong đó đều muốn cái điều đó. Cho nên trong đầu người ta đã ra 3 ý rồi. Và ba cái ý đó bạn phải để cho người ta nói. Bạn không thể nào kêu im đi. Mà bạn càng nói im đi thì người ta càng nói. Và cơn giận nó càng đỉnh điểm. Thì thay vì lúc mà hai người gây đó, nếu mà mình đúng mà mình hiểu về cơn giận, mình sẽ để cho hai người đó nói với nhau. Nói thoải mái. Có nghĩa là nói thoải mái. Để mình có thể nói rất là nhẹ nhàng. Nếu mà được thì mình đừng nói gì cả. Tại vì mình không có sức chuyển hóa người khác. Nếu mà tốt hơn, mình sẽ tới và mình sẽ công nhận một bên, hoặc mình xác định lại cái giá trị của người ta. Tại người ta đang rất sợ mất cái hình ảnh, mất giá trị, mất nhân cách, mất đạo đức. Cho nên họ đang nói để bảo vệ cái ý đó. Mà mình tới mình khẳng định thì người ta nói, ồ, ok. Có thể là không giải thích, tại vì cái người này người ta đã hiểu giá trị của mình rồi. Không cần giải thích. Thì người ta có thể là cơn giận nó nguội xuống. Khi bạn hiểu được như vậy, bạn nói những cái câu đúng. Đừng có nói là anh im đi, đừng có nói mẹ im đi. Và đừng có nói là tại sao mẹ lại có thể nói lời đó. Mà chỉ tới xác nhận với người ta là người đó có giá trị, người có đạo đức. Vì con người có thể sống trong cuộc đời này, người ta phải tin người ta, chính bản thân người ta là người tốt, người ta mới sống được. Còn nếu như mà ai cũng nghĩ rằng mình là một cái đứa tệ, một cái đứa mà không ra gì, không có đạo đức, không có lương tri, người ta không sống được trong cuộc đời. Chính bạn cũng vậy, chính Biên cũng vậy. Mình phải tin mình là người tốt, mình mới sống được. Mình mới sống được. Thì cơn giận nó liên quan tới cái sự sống còn. Bạn thấy không? Nó liên quan tới sự sống còn. Cho nên á, lúc đó cái hành động đúng nhất là mình hãy khẳng định người ta, giá trị của người ta. Hoặc là hãy để cho người ta bảo vệ bản thân người ta. Trong đầu người ta có 3-4 ý. Và khi người ta nói xong rồi, mình sẽ lặp lại cái lời đó. Chị đã nghe, em đã nói là cái việc này theo em nghĩ rằng em không có sai. Và em đã đưa ra ba cái lý luận mà chị nghĩ rằng là đúng, là em không có sai. Theo cái cách nhìn của em. Tại vì mình nói trước đó có hai người mà mình nói nó không sai luôn thì bên kia không chịu. Mình chỉ khẳng định rằng là mình đã nghe, mình đã hiểu những cái ý người ta vừa giải thích. Và mình ghi nhận điều này theo cái cách nhìn của em. Đó là những cái người mà gọi là hiểu cơn giận sâu sắc. Và bạn nên hiểu cơn giận sâu sắc. Bạn nên hiểu cơn giận sâu sắc. Bạn sẽ tránh rất nhiều cái gọi là cái bầm dập trong cuộc đời.